chưa biết là đứa bé này phải con của cưng không mà ngồi đây mà phơi nắng. Không phải con, sớm thì nó đang bú ra, chú hỏi ông sao nè, chú hỏi chú này nè. Chú này là ai? Bây giờ không có hỏi ai cho nó, để tôi đi, tôi điện công an tới. Ở đây đi. Ở đây đi. Alo. À, tôi xin phải công an xã Cần Đăng không vậy? A few moments later. À, xin chào tất cả quý cô bác anh chị và các bạn. À, xin chúc tất cả quý cô bác anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. À, thưa các bạn, trên đường A Xin đi số 5 thì A Xin đi ngang cầu chùa Cần Đăng thì A Xin đã phát hiện ra một cô gái, không biết lý do như thế nào mà cô gái đang ẵm một đứa con rất là nhỏ đang ngồi ở trên cây cầu chùa xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì để A Xin lên xem tình hình của cô bé này như thế nào và khó khăn như thế nào, hay là như thế nào mà cô bé đang ngồi ở trên cầu nghe quý cô bác anh chị và các bạn. Thì thôi bây giờ để A Xin tiến gần lên bên trên xem tình hình như thế nào nha quý cô bác anh chị và các bạn. Sau đây A Xin xin mời. Ở đó các bạn thì cô gái đang ẵm đứa con nhỏ ngồi trên cầu, trời lúc này thì chưa nắng. A Xin chạy ngang thấy thì rất là tội nha các bạn. Chưa nắng mà ngồi ẵm con vậy đó các bạn. Thì thôi để A Xin quay lại xuống. Thì cưng ngồi đi, anh hỏi thăm tí. Anh hỏi thăm cái. Nãy giờ cưng ngồi rất là lâu rồi, anh đứng đằng kia anh thấy. Cho anh hỏi thăm tí đi. Đứa bé đó là con ai? Em ơi cho anh hỏi ơi. Đứa bé này là con ai vậy? Hả? Đứa bé này là con của ai? Các bạn thấy xin thấy cũng rất kỳ lạ nha các bạn. Đi lại gần lại. Em ơi cho anh hỏi cái, cho anh hỏi đi rồi có anh giúp được gì anh giúp. Hả? Gì vậy? Không. Em ơi đi qua đây nè, không có xe. Em ơi qua lại bên đây nè. Em gái ơi, cưng đứng lại cho anh hỏi thăm tí. Cưng đứng lại cho anh hỏi thăm tí. Em đâu có gì đâu để hỏi. Hồi nãy giờ anh thấy cưng ngồi ở đây ngoài nắng ẵm đứa bé ngoài nắng rất là lâu. Thì cho anh hỏi thăm ơi, phải con của cưng không? Hả? Em gái ơi, cho anh hỏi thăm cái. Xe không thì lại ẵm gì trời. Thì bây giờ cưng đứng lại cho anh hỏi thăm cái. Thì em mới về rồi, không có gì hỏi. Bây giờ nhà cưng ở đâu? Nhà cưng ở đâu? Cho anh hỏi thăm cái. Bây giờ anh hỏi thăm rồi anh sẽ hỗ trợ cho cưng. Thôi giờ em đi về em không cần nữa. Nhà cưng ở đâu? Nhà cưng ở đâu? Mà đứa bé này phải con của cưng không? Không phải con, sao nó đang bú nè. Rồi bây giờ anh ở đây anh hỏi và anh để anh giúp cho cưng, mà cưng sao vậy? Trời là trời, làm gì chặn đường cho trời. Bây giờ nó chung làm như cái lỗi hết á. Bây giờ anh không nói là cưng có lỗi. Hỏi đang ta hỗ trợ mà không chịu. Mày trả lời nó hỗ trợ bây giờ đâu. Thì bây giờ anh hỏi cái anh hỗ trợ anh giúp cho cưng. Đừng có bắt buộc người ta quá nha. Bây giờ anh không có bắt buộc cưng, nhưng mà bây giờ anh thấy cưng ngồi ở ngoài nắng. Đúng không? Cưng ngồi. Cái này mang vô xuống
cưng, cưng ngồi ngoài nắng, cưng ôm đứa bé ngồi ngoài nắng, anh thấy tội quá anh mới ghé đây anh hỏi có giúp gì được cưng anh giúp. Ta có hoàn cảnh đó. Ta giúp. Chứ đừng có... Cái này anh thấy tôi thấy nó lạ lắm. Mẹ đâu anh xem. Anh không có biết. Bây giờ cưng phải cho anh biết. Cưng ở đâu? À, anh đây anh hỏi để anh giúp cưng. Không có cặn gì để hỏi hết á. Cặn không cặn gì bây giờ. Mẹ thôi, xe đụng thôi là mấy người chịu đó. Rồi xe đụng cưng anh chịu. Con cái là anh chưa biết là đứa bé này phải con của cưng không mà ngồi đây mà phơi nắng. Không phải con, sáng thì nó đang bú ra, chú hỏi không sao mình này, chú hỏi chú này nè. Chú này là ai? Bây giờ không có hỏi ai cho nó để tôi đi, tôi điện công an tới. Ở đây đi. Ở đây đi. Ở đây đi. Rồi đứng ra đây tôi điện công an tới. Cứ đứng đó đi. Tại sao mà ở đây á, anh muốn giúp cho cưng mà cưng á là làm một nhiều cái là anh đây không có biết cưng thật hay là cưng giả. Alo à, tôi xin phải công an xã Cần Đăng không vậy? Cũng không có gì, tôi đi đường ngang tôi gặp cái cô này nè, ẵm đứa bé ngồi ngoài nắng, tôi ghé lại tôi hỏi để tôi giúp mà cô không muốn tôi giúp mà không biết đứa bé này phải con của cô hay không. Ngay cầu Cần Đăng nè, ngay cầu xóm chùa Cần Đăng nè. Rồi. Rồi. Đó thì cô bác anh chị các bạn thấy đó. Lợi dụng lòng thương hại của mọi người. Đó các bạn thấy không? Ai xin đi ngang cầu, ai xin thấy á, ai xin ngừng lại để giúp cho cô bé ẵm con mà ngồi ngoài nắng. Thì ai xin theo dõi đó các bạn thấy không? Đó có một người á, là dẫn chở đi đó. Có ghi số xe lại không? Thì thôi bây giờ A xin đó là đã tìm hiểu qua một cái sự việc đó là coi như là lợi dụng lòng tốt của mọi người. Thì các bạn thấy đó, lên xe đi rồi đó. Thì thôi bây giờ A xin đi công việc của A xin nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin chào.